Tối 24 và rạng sáng ngày 25 tháng 7, trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bất ngờ xuất hiện mưa dông kéo dài 2 giờ đồng hồ. Nhiều người ví đây như là hai cơn mưa vàng giải nhiệt cho huyện đảo, bởi từ Tết Nguyên Đán 2019 đến nay, trên địa bàn huyện đảo không đón được một cơn mưa nào. Giếng Xó La ở huyện đảo Lý Sơn được cho là giếng nước quanh năm lưu ngọt, là cứu tinh của người dân trong mùa nắng hạn. Thế nhưng cách đây vài ngày, giếng nước này cũng cùng chung cảnh ngộ với hơn 2.000 giếng nước trên đảo, đó là nhiễm mặn và cạn kiệt. Thế nhưng sau hai cơn mưa dông vào đêm ngày 24 tháng 7 và rạng sáng ngày 25 tháng 7, giếng nước này trở nên ngọt lại và đầy ấp nước. Đây là cơn mưa quý giá sau một thời gian dài nắng nóng gay gắt. Là hồi tết giờ là không mưa, nhưng mà có hơi thoáng vừa rồi là bị coi vậy là nhiễm mặn. Cho nên hồi tối mưa được một tiếng đồng hồ, nói chung bà con ở dân Lý Sơn cũng mừng và để có nước sinh hoạt. Hai cơn mưa dông bất chợt này, tuy lượng mưa không lớn để có thể cung cấp nhiều nước cho hồ và các giếng nước trên đảo, nhưng rất có lợi cho cây trồng, nhất là những cánh đồng hành của nông dân huyện đảo đang ở giai đoạn xuống giống và tạo củ. Đầu năm bây giờ nó không có mưa, nhưng mà cái bên nông nghiệp thì dân rồi cũng hơi phần đoàn là do là trời nó nén quá. Bây giờ như hồi tối là có cái mưa đầu mùa thì người dân lúc nào cũng phấn khởi. Nói chung là chưa có hy vọng lắm là do cũng như là nó mưa cái gọi là mưa dông á, cho nên là nó không cái lượng nước nó cũng chưa có mấy. Đây được xem là hai cơn mưa đầu tiên trong năm nay ở huyện đảo Lý Sơn. Điều này cho thấy thời tiết ngày càng khắc nghiệt, tác động trực tiếp đến đời sống, phát triển kinh tế của huyện đảo.